Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 22 tháng 6 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đại lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng một người kia đọc Thánh Kinh, thấy lời khuyên hãy cầu nguyện không ngừng. Ông không biết làm thế nào để có thể cầu nguyện không ngừng. Vì thế, ông hành hương đến một tu viện và xin tu sĩ chỉ dạy cho ông. Vị tu sĩ mời người khách hành hương ở lại tu viện, trao cho ông một tràng chuỗi và dặn ông cứ lần chuỗi và đọc câu: Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Người này nghe lời làm theo, mỗi ngày vừa lần chuỗi vừa đọc không biết bao nhiêu lần câu đó, có đến cả trăm ngàn lần. Một ngày kia, vị tu sĩ qua đời.
người khách hành hương khóc sướt mướt khi đưa vị tu sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đó, ông rời tu viện, tiếp tục cuộc hành hương, bởi vì vị tu sĩ ấy vẫn chưa dạy ông thế nào là cầu nguyện không ngừng. Vừa đi, ông vừa làm theo thói quen như vị tu sĩ đã dạy. Khi ông hít vào, ông đọc: Lạy Chúa Giêsu Con Thiên Chúa. Khi ông thở ra, ông tiếp tục đọc: Xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Cứ thế không bao lâu, lời cầu nguyện đã trở thành hơi thở của ông. Dù khi ăn, dù khi uống, dù khi nói năng đi đứng, mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim ông đều trở thành lời cầu nguyện. Và người khách hành hương chợt hiểu: Bây giờ tôi đã hiểu thế nào là cầu nguyện không ngừng. Quý vị và các bạn thân mến, vị tu sĩ trong câu chuyện trên đã chỉ cho vị hành hương kia bí quyết của việc cầu nguyện không ngừng. Trong thời gian đầu, vị hành hương cảm thấy chán nản và không cảm nhận được tầm quan trọng của việc cầu nguyện này. Nhưng ngày qua ngày, việc cầu nguyện đó đã trở thành thói quen và trở thành nhân đức. Lúc đó, ông mới nhận ra được ý nghĩa của việc cầu nguyện không ngừng là gì. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ bí quyết của việc cầu nguyện. Khi cầu nguyện, anh em đừng nói nhiều, vì cha anh em biết rõ những gì anh em cần. Và anh em phải cầu nguyện lên Thiên Chúa với kinh lạy cha. Kinh lạy cha là kiểu mẫu cho tất cả việc cầu nguyện. Theo phúc âm Thánh Matthew, kinh lạy cha có 7 lời nguyện. 3 lời đầu tiên nói về Thiên Chúa, đấng mà Chúa Giêsu dạy chúng ta gọi là cha, cha chúng con ở trên trời. Sau đó, chúng ta xin cho danh Thánh Cha được hiển vinh, nước cha được lan rộng trên thế gian, nhất là trong tâm hồn con người, và xin cho thánh ý cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong phần 2 có 4 lời nguyện. Thứ nhất, xin lương thực hàng ngày, nghĩa là xin cơm bánh nuôi thân xác và của ăn nuôi hồn, tức là lời Chúa và mình máu Chúa. Thứ hai, xin tha thứ các tội xúc phạm đến Thiên Chúa. Nhưng để được tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ lỗi lầm của anh em mình xúc phạm đến mình. Thứ ba, xin ơn kiên trì để lướt thắng cám dỗ hàng ngày, nhất là trong cơn thử thách sau cùng trước sự tấn công của tà thần muốn đưa chúng ta xa lìa Thiên Chúa. 4. Xin ơn thoát khỏi mọi sự dữ để có thể phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân mọi ngày trong đời sống chúng ta. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta hãy quyết chí không bao giờ bỏ đọc kinh quan trọng và hiệu nghiệm này trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đoàn chúng ta. Vì kinh lạy cha không chỉ giúp chúng ta biết tôn vinh Thiên Chúa, mà còn giúp chúng ta phó thác cuộc đời chúng ta cho Chúa, qua lời cầu xin lương thực vật chất cũng như tinh thần, qua lời cầu xin Chúa quan phòng cuộc đời chúng ta, và qua lời xin cho chúng ta biết giao hòa với Chúa và tha nhân. Ước gì mỗi người khắc ghi bí quyết cầu nguyện này và không ngừng thân thưa với Thiên Chúa trong từng phút giây cuộc sống. Và xin Chúa giúp mỗi người cũng biết sống những gì chúng ta cầu nguyện với Ngài. Amen. Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao?
con lao đao hay niềm vui dạt dào, con khổ đau hay tình yêu dâng trào. Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, sống bí tích thánh thể là sống yêu thương như Thầy Giê-xu đã sống. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 18 tháng 6 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta cử hành Chủ nhật mừng lễ mình và máu Chúa Kitô. Vào các Chúa nhật, cộng đoàn giáo hội đều tụ họp nhau xung quanh bí tích thánh thể, là bí tích Chúa Giê-xu thiết lập trong bữa tiệc ly. Tuy nhiên, mỗi năm, chúng ta cũng mừng vui cử hành ngày đặc biệt dành cho bí tích này. Bí tích trung tâm của đức tin, để diễn tả chóp đỉnh của sự thờ phượng mà chúng ta dâng lên Chúa Kitô, đấng đã tự hiến làm của ăn thức uống để cứu độ chúng ta. Chúa Giê-xu nói, ta là bánh hằng sống từ trời xuống, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống. Người muốn nói rằng, Chúa Cha đã sai Chúa Con đến thế gian, để Chúa Con trở nên bánh hằng sống. Và để làm được điều ấy, Chúa Giê-xu hy sinh chính bản thân mình. Trên thập giá, Chúa đã làm như thế. Chúa đã hiến thân mình, đã đổ máu ra. Con người chịu đóng đinh trên thập giá chính là chiên vượt qua để cứu muôn dân thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi mà tiến về miền đất hứa. Bí tích thánh thể là bí tích của mình và máu Chúa đã hiến dâng để cho thế gian được sống. Ai ăn thức ăn này thì sẽ sống trong Chúa và cho Chúa. Đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-xu, có nghĩa là ở trong Chúa. Có nghĩa là trong Chúa Con, chúng ta trở nên những người con của Chúa Cha. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giê-xu tiếp tục đồng hành với chúng ta như người đã đồng hành với các môn đệ trên đường Ê-mau. Chúa đồng hành với chúng ta là những kẻ hành hương trong dòng lịch sử. Chúa làm như thế để nuôi dưỡng chúng ta trong đức tin, đức cậy và đức mến, để an ủi chúng ta giữa những thử thách, để củng cố chúng ta trong những dấn thân vì công lý và hòa bình. Đó là sự hiện diện của Con Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, từ thành thị tới nông thôn, từ Bắc đến Nam, từ các quốc gia có truyền thống Kitô giáo, cho đến những nơi mới đón nhận tin mừng. Trong thánh thể, Chúa ban cho chúng ta sức mạnh thiêng liêng để chúng ta sống giới răn của Chúa, đó là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta sống giới răn yêu thương bằng cách xây dựng cộng đoàn, luôn mở cửa và đón chào tất cả các nhu cầu của tất cả mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, người nghèo và người cần được giúp đỡ. Được Chúa Giê-xu thánh thể nuôi dưỡng cũng có nghĩa chúng ta phải từ bỏ chính mình để đặt niềm tin nơi Chúa và để cho Chúa hướng dẫn. Bằng cách ấy, tình yêu nhân không mà chúng ta nhận nơi Chúa Kitô trong bí tích thánh thể với tác động của Chúa Thánh Thần sẽ nuôi dưỡng lòng mến Chúa và tình yêu thương mà chúng ta dành cho từng anh chị em mà chúng ta gặp gỡ trên mọi bước đường đời. Được nuôi dưỡng bởi thân mình Chúa Kitô,
chúng ta ngày càng trở nên thân thiết hơn và cụ thể hơn với thân thể nhiệm màu của Chúa Kitô là chính Hội Thánh. Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc chúng ta nhớ rằng, vì có một tấm bánh, nên chúng ta tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân thể. Vì tất cả chúng ta cùng thông phần vào một tấm bánh. Tin giáo phận Phan Thiết. Thánh lễ phong chức phó tế tại giáo phận Phan Thiết. Hôm 16 tháng 6 vừa qua, giáo phận Phan Thiết tổ chức lễ phong chức cho 9 phó tế tại nhà thờ chính tòa. Đây là các thầy tốt nghiệp khóa 5 Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Chủ tế thánh lễ phong chức là Đức Gia Tôma Nguyễn Văn Trâm, giám quản tông tòa giáo phận Phan Thiết. Đồng tế với Đức Gia Tôma có khoảng 100 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo chúng sinh, tu sĩ nam nữ, thần nhân và cộng đoàn dân Chúa cùng chung lời cầu nguyện và tạ ơn. Trong huấn từ cho các tân chức, Đức Gia Tôma nói đến chức phó tế qua thừa tác vụ phục vụ. Đức cha nói, sau khi Chúa Giêsu về trời, các tông đồ được Chúa Thánh Thần soi sáng, đề nghị cộng đoàn chọn 7 phó tế để giúp việc bác ái và phục vụ các người nghèo. Phần các ngài, nhiệm vụ ưu tiên của các ngài là chủ tọa các buổi cầu nguyện, dạy giáo lý và cử hành thánh thể. Cộng đoàn đã chọn 7 vị, có danh thơm tiếng tốt, đầy ơn Chúa Thánh Thần, khôn ngoan và đạo đức. Và các tông đồ cầu nguyện và đặt tay trên 7 vị phó tế đầu tiên của giáo hội. Dù công việc lúc khởi đầu của các phó tế là phân phát lương thực và tiền bạc cho các bà quá, các người nghèo khổ và túng thiếu của cộng đoàn, nhưng các phó tế thực sự là những môn đệ nhiệt thành của cộng đoàn. Các ngài đã đảm nhận việc loan báo tin mừng Chúa Giêsu và làm phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Đó là trường hợp của các phó tế Stefano và Philippe. Đức cha Toma nhắn nhủ tiếp. Tác vụ phó tế là phụ tá bàn tiệc thánh thể, dạy giáo lý, rửa tội, chứng hôn, trao mình thánh Chúa. Lãnh nhận chức thánh phó tế, các thầy hãy ý thức rằng mình được chọn gọi và trao ban tác vụ để trở nên người phục vụ dân Chúa theo gương Chúa Giêsu thầy chí thánh. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta nên giống người là đấng đã đến để phục vụ, chứ không phải để được phục vụ. Và chỉ qua phục vụ mà chúng ta khám phá phẩm giá chính mình và phẩm giá của người khác. Phục vụ là uống chén thầy sẽ uống. Đó là chén thanh tẩy và tôi luyện bản thân để mỗi ngày chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng, cách trung thực với Chúa Giêsu. Uống chén hy sinh những nhu cầu chính đáng. Chén dâng mạng sống mình cho tha nhân khi nhận lấy những hiểu lầm, chỉ trích, chống đối, vu khống, hơi lăng nhục. Phục vụ là phẩm chất của người mục tử. Phục vụ mọi người không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, nam nữ, nhất là các bệnh nhân, các người bị xã hội khinh chê loại trừ. Phục vụ mọi người nhưng không giữ riêng một ai, trái lại dẫn đưa mọi người về với Chúa. Phục vụ như người tôi tớ theo gương Chúa Giêsu thầy chí thánh đã cúi mình rửa chân cho các môn đồ trong khiêm tốn và quảng đại. Thầy Giêsu sống giữa anh em như một người phục vụ. Phục vụ bằng hiệp nhất và hiệp thông trong đức tin khi cùng với hội thánh rao giảng lời Chúa, hướng dẫn mọi người sống theo giáo lý và giáo huấn của hội thánh. Phục vụ qua việc bẻ bánh, bánh thánh thể trên bàn thờ và chia sẻ cơm bánh như bớt phần chi dùng của mình để giúp đỡ những người khốn khổ thiếu thốn mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Sau bài huấn đức
là nghi thức truyền chức thánh. Cuối thánh lễ, đại diện các tân chức dâng lời tri ân Đức Cha, quý cha và cộng đoàn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, tối Chủ nhật 18 tháng 6 vừa qua, đại lễ mình máu Thánh Chúa Kitô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng lễ nói trên của Đức Thánh Cha qua bản dịch Việt ngữ của Đặng Minh An từ trang tin Việt Catholic. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Trong ngày lễ trọng kính mình máu Thánh Chúa này, ý tưởng về ký ức được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Ông Mô-xê nói với mọi người, anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi. Anh em đừng quên Đức Chúa đấng đã dưỡng nuôi anh em bằng mana trong sa mạc. Chúa Giê-xu sẽ nói với chúng ta, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Bánh hằng sống từ trời xuống là một bí tích của ký ức, nhắc nhở chúng ta một cách thực tế và hữu hình về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ngày hôm nay, lời Chúa nói với mỗi người chúng ta, hãy nhớ. Việc tưởng nhớ những việc Chúa làm đã hướng dẫn và củng cố cuộc hành trình của dân Chúa qua sa mạc. Ghi nhớ tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng ta là nền tảng của lịch sử ơn cứu độ cá nhân của mỗi người chúng ta. Ghi nhớ là điều cần thiết cho đức tin như nước cho cây. Một cây thiếu nước thì không thể sống và đơm hoa kết trái được. Đức tin cũng không thể tồn tại được trừ khi đức tin của chúng ta có thể uống sâu sắc từ ký ức tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Hãy ghi nhớ, ký ức là quan trọng vì ký ức cho phép chúng ta sống trong tình yêu, minh mẫn, không bao giờ quên đấng yêu thương chúng ta và mời gọi chúng ta đáp lại với tình yêu. Tuy nhiên, ngày nay khả năng đặc biệt mà Chúa ban cho chúng ta này đang suy yếu đáng kể. Giữa cơ man những hoạt động quay cuồng, nhiều người và nhiều sự kiện dường như chỉ thoáng qua vù một cái. Chúng ta nhanh chóng lật qua trang khác tìm kiếm sự mới mẻ, trong khi không thể lưu lại chút gì trong tâm tư. Bỏ ký ức của chúng ta sau lưng và chỉ sống phút hiện tại, chúng ta có nguy cơ hơn bao giờ hết là chỉ nhìn bề mặt của sự vật, thường xuyên thay đổi liên tục mà không tiến sâu hơn, không có tầm nhìn rộng hơn để có thể nhắc nhở cho chúng ta biết chúng ta là ai và chúng ta đang đi về đâu. Thành thử, cuộc sống của chúng ta trở thành manh mún và thiếu sâu sắc bên trong. Tuy nhiên, ngày lễ trọng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, trong cuộc sống bị phân mảnh của chúng ta, Chúa đến gặp gỡ chúng ta với một sự mong manh khả ái là Thánh Thể. Nơi bánh hằng sống, Chúa đến với chúng ta, tự hiến chính Ngài thành của ăn khiêm tốn, âu yếm chữa lành ký ức của chúng ta, bị thương tổn bởi nhịp sống quay cuồng. Bí tích Thánh Thể là sự tưởng nhớ đến tình yêu Thiên Chúa, trong đó đau khổ của Chúa Kitô được kính nhớ. Và chúng ta nhớ lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, mang đến cho chúng ta sức mạnh và sự nâng đỡ trong cuộc hành trình của chúng ta. Vì thế, tưởng niệm Thánh Thể đem lại biết bao nhiêu những điều thiện hảo cho chúng ta. Đó không phải là một ký ức trừu tượng, lạnh lùng và hời hợt, nhưng là một kỷ niệm sống động. Trong đó tình yêu của Thiên Chúa an ủi chúng ta. Thánh Thể được pha thêm hương vị với lời Chúa và những hành động của người, hương vị của cuộc thương khó và hương thơm của Thánh Linh. Khi đón nhận Thánh Thể, trái tim chúng ta tràn ngập với xác tín về tình yêu của Chúa Giê-xu. Khi nói về điều này, cha nghĩ cách riêng đến những bé trai, bé gái vừa được rước lễ lần đầu, và đang hiện diện đông đảo nơi đây.
Bí tích Thánh Thể mang lại cho chúng ta một ký ức biết ơn, vì Thánh Thể cho chúng ta thấy rằng chúng ta là con của Cha, là đấng yêu thương và nuôi dưỡng chúng ta. Thánh Thể mang đến cho chúng ta một ký ức tự do, vì tình yêu và sự tha thứ của Chúa Giê-xu chữa lành những vết thương của quá khứ, làm phôi pha ký ức về những sai trái chúng ta đã trải qua và đã gây ra. Thánh Thể đem đến cho chúng ta một ký ức nhẫn nại, vì giữa chập trùng những gian truân, chúng ta biết rằng thần khí của Chúa Giê-xu vẫn ở lại trong chúng ta. Bí tích Thánh Thể khích lệ chúng ta, ngay cả trên những nẻo đường gập ghềnh nhất, chúng ta không cô đơn. Chúa không quên chúng ta, và bất cứ khi nào chúng ta hướng về Ngài, Ngài sẽ phục hồi chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Bí tích Thánh Thể cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không phải là những cá nhân biệt lập, nhưng là một thân thể. Khi dân tụ tập cùng nhau trong sa mạc, mana rơi xuống từ trời và người ta chia sẻ mana trong gia đình của họ. Cũng thế, Chúa Giê-xu là bánh từ trời xuống, kêu gọi chúng ta hội họp cùng nhau để đón nhận người và chia sẻ người với nhau. Bí tích Thánh Thể không phải là một bí tích cho tôi, đó là bí tích cho nhiều người, là những người hình thành nên cùng một thân thể. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta về điều này, bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Bí tích Thánh Thể là bí tích của sự hiệp nhất. Những ai đón nhận Thánh Thể phải trở thành một người kiến tạo tình đoàn kết và sự hiệp nhất, vì xây dựng sự hiệp nhất đã trở thành một phần trong DNA tinh thần của người ấy. Cầu xin cho bánh hiệp nhất này chữa lành tham vọng của chúng ta muốn làm chúa tể của những người khác, muốn tham lam vơ vét mọi thứ cho bản thân, muốn kích động bất hòa và chỉ trích. Xin cho Thánh Thể thức tỉnh trong chúng ta niềm vui được sống trong tình yêu, không có sự ganh đua, đố kỵ hay ngồi lê đôi mách. Giờ đây, khi cử hành bí tích Thánh Thể này, chúng ta hãy yêu mến và cảm tạ Chúa vì ân sủng vĩ đại này. Đó là tưởng niệm sống động tình yêu của người. Trong đó, chúng ta trở thành một thân thể duy nhất và dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong đại lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô được cử hành tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Roma. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến! Sau khi đã giải đáp câu hỏi, có bao nhiêu quân giữ làm thánh? Hôm nay, vẫn trong phần Chúa Giê-xu Kitô, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là tại sao Chúa Phục Sinh hiện ra với các bà, trước các tông đồ? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi, tại sao khi sống lại, Chúa Kitô lại hiện ra cho các bà, trước khi hiện ra cho các tông đồ? Quý vị và các bạn thân mến! Có một lần, Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23
trong một buổi tiếp kiến dành cho một nhóm phụ nữ đã đặt lên câu hỏi tương tự cho các bà. Nhưng mấy bà chưa kịp suy nghĩ thì Ngài đã trả lời luôn. Tại vì mấy bà bếp xếp hay nói: nếu mà Chúa hiện ra với mấy ông trước thì mấy ông chỉ gật gù, hay cùng lắm rủ nhau vào quán nhậu, nhậu một chầu tán gẫu là hết. Còn hiện ra với mấy bà thì chẳng mấy chốc mà tin đồn vang tới mọi hang cùng ngõ hẻm. Chúa rành tâm lý lắm chứ. Dĩ nhiên là các bà nghe như vậy thì đắc chí cười ồ lên. Nhưng đó là chuyện xảy ra cách đây hơn 30 năm rồi, vào thời mà phong trào phụ nữ còn yếu. Ngày nay, nếu giáo hoàng nào mà còn dám lý luận như vậy, thì chắc là sẽ bị phong trào nữ giới kiện ra tòa án nhân quyền, vì lỗi kỳ thị phái nữ. Do đó mà chúng ta thấy, cần phải đi tìm câu trả lời khác. Làm sao để mà tránh được sự kỳ thị phái tính? Và nếu có thể được, thì gắng bồi thường danh dự của mấy bà đã bị xúc phạm từ mấy chục thế kỷ qua. Danh dự của phụ nữ đã bị xúc phạm như thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, ta hãy lật lại những trang viết về phụ nữ trong xã hội Do Thái thời Chúa Giê-xu thì biết. Người công chính mỗi ngày tạ ơn Chúa như thế này: Chúa tụng đấng đã không dựng nên con làm kẻ ngoại, bởi vì dân ngoại không là đồ gì trước mặt Chúa hết. Chúa tụng đấng đã không dựng nên con làm đàn bà, bởi vì đàn bà không bị ràng buộc bởi điều răn Chúa. Chúa tụng Chúa đã không dựng nên con làm kẻ ngu dốt, vì kẻ ngu dốt không biết đâu là tội vạ cả. Sử gia Flavius Josephus cũng ghi lại tập tục pháp đình Do Thái vào thời Chúa Giê-xu là trong các vụ sự kiện không nên kêu các bà ra làm nhân chứng, bởi vì đàn bà nhẹ dạ và hay nói liều. Chính trong bối cảnh lịch sử đó mà ta thấy tầm quan trọng của việc Chúa Giê-xu hiện ra cho các bà, sai các bà loan tin cho các tông đồ rằng Ngài đã sống lại. Như vậy, Chúa Giê-xu trả lại danh dự cho các bà khi giao cho các bà vai trò làm nhân chứng cho Ngài, vào thời buổi mà người ta coi lời của phụ nữ không đáng tin cậy. Chúa Giê-xu có hiện ra với Đức Mẹ không? Chúng ta đoán chắc rằng, theo lẽ đương nhiên, thì liền sau khi sống lại, Chúa Kitô đã đi gặp mẹ của Ngài ngay. Tuy nhiên, Phúc Âm đã yên lặng về điểm đó. Tại sao vậy? Lý do là vì các tánh sử không chú ý ghi lại hết tất cả các biến cố đã diễn ra theo kiểu một ký giả viết bài tường thuật ở nhật báo, hay là một nhân viên an ninh phải thảo biên bản phúc trình. Ta đừng quên rằng, khi viết sách Phúc Âm, các thánh sử cùng chia sẻ một sứ mạng mà Chúa ủy thác cho các tông đồ, tức là rao giảng tin mừng cho muôn dân. Sách Phúc Âm là một phương tiện chính yếu để thực thi sứ mạng đó. Vì thế không lạ gì mà các thánh sử chỉ ghi lại những lần Chúa hiện ra cho những người đã lãnh nhận ơn gọi và sứ mạng đi làm nhân chứng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi: tại sao Chúa Phục Sinh hiện ra với các bà trước các tông đồ, trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Lang thang đi tìm Chúa, tìm trong đôi mắt hoen lệ sầu,
tìm trong đôi chân rã rời, con cô đơn mong gặp Chúa. Lời kinh giữa đêm đông thật buồn, lặng nghe tiếng chân ai thật gần. Phải chăng Chúa đã đến đánh thức tâm hồn tôi? Gặp gỡ Thiên Chúa là tự tìm tới chính tâm can, tìm niềm vui sau bao ngày đánh mất. Gặp gỡ Thiên Chúa là mỉm cười với chính anh em, để tình yêu luôn căng tràn sức sống. Gặp gỡ Thiên Chúa tự hỏi lòng hãy sống thứ tha, mở lòng ra để đón lấy vì ngọt ngào niềm hy vọng, niềm hạnh phúc trong an bình. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong các giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái, quan trọng nhất hẳn phải là tinh thần yêu chuộng hòa bình. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Trong một cuốn phim tài liệu có tựa đề Các con thú, được quay tại một khu có tên là Pavlov thuộc sở thú Moscow, người ta thấy nhiều cảnh rất khác thường. Chẳng hạn, một con sư tử và một cậu bé sống chung với nhau trong một cái chuồng. Vậy mà đứa bé vẫn không hề hấn gì. Trong một cái chuồng khác, người ta lại thấy một con chó sói nằm bên cạnh một con cừu, và cả hai chơi đùa với nhau như đôi bạn. Trong một cái chuồng khác, một con cọp cũng sống chung với một con nai. Hai con vật ăn, ngủ, chơi chung với nhau. Người ta cũng chưa thấy có điều gì xảy ra. Cuộc thí nghiệm này đã kéo dài trong 20 năm. Và chưa từng gặp một thất bại nào. Sư tử và chiên sống chung với nhau trong cùng một nơi. Sư tử vẫn tiếp tục ăn thịt, chiên vẫn được nuôi bằng cỏ. Chưa bao giờ sư tử muốn vồ lấy khối thịt trước mặt mình là con chiên. Phải chăng những con thú này cư xử tử tế với nhau hơn cả loài người? Vậy thì nhờ đâu mà chúng đã được như thế? Câu trả lời chỉ có thể là tất cả đều nhờ huấn luyện. Câu chuyện sở thú trên đây không khỏi gợi lên cho chúng ta cảnh tượng đã được tiên tri Isaiah loan báo từ ngàn xưa. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Con trẻ sẽ dẫn dắt các thú ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ chung với nhau. Sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô. Trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề bên hang rắn lục. Và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Các thú dữ ấy không làm hại ai, không giết chết người nào khắp núi thánh của ta. Lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã có thể trở thành hiện thực. Thú vật có thể sống chung hòa bình với nhau.
loài người có lẽ không công bình khi gán cho thú vật những gì là đê hèn, xấu xa nhất. Kỳ thực, giữa những con vật cùng một giống loài, không bao giờ có sự cắn xé nhau. Những con sư tử trong cùng một bầy không bao giờ ăn thịt nhau. Trong khi đó, giữa loài người với nhau, con người không bao giờ ngừng nghỉ trong việc phát minh ra các thứ vũ khí để giết nhau. Con người không bao giờ ngừng nghỉ để sát hại và loại trừ lẫn nhau. Sói sống chung với chiên con, beo nằm chung với dê. Bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau. Bò con và gấu sẽ ăn chung với nhau một nơi. Các con của chúng nằm nghỉ với nhau. Bức tranh trên đây đã trở thành hiện thực trong thế giới loài vật. Nhờ sự huấn luyện của loài người, loài thú có thể trở thành thuần thục và chung sống hòa bình với nhau. Còn loài người thì sao? Tiên tri Isaiah cũng đã loan báo về loài người như sau. Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta cũng sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa. Ê chề vì hai cuộc đại chiến với không biết bao nhiêu tổn thất ngu xuẩn, thế giới đã có thể ngồi lại với nhau để thành lập điều được gọi là Liên Hiệp Quốc. Trước trụ sở của tổ chức ở New York, Hoa Kỳ, người ta thấy lời loan báo trên đây của tiên tri Isaiah đã được long trọng viết lên như một lời cam kết. Vậy mà hơn 50 năm qua, chiến tranh vẫn còn đó. Đe dọa của những cuộc chiến tranh thảm khốc hơn xem ra ngày càng rõ nét hơn. Những cuộc diệt chủng sau đệ nhị thế chiến tinh vi và dã man hơn. Các thứ vũ khí giết người ngày càng tối tân hơn. Và những vụ cài bom tự sát là tột đỉnh của những khám phá của con người trong việc chém giết lẫn nhau. Được huấn luyện, loài thú đã có thể chung sống hòa bình với nhau. Nhưng loài người thì lại xem ra vẫn chưa được giáo dục để có thể xây dựng hòa bình với nhau. Hòa bình là điều có thể và phải có giữa loài người. Đây phải là xác tín nền tảng nhất mà cha mẹ cần truyền lại cho con cái. Cha mẹ có thể dạy cho chúng rằng một con người có đạo đức và biết sống tử tế luôn hoạt động cho hòa bình, bởi vì họ ý thức rằng chiến tranh chỉ mang lại đau khổ chết chóc cho con người mà thôi. Thú vật đã có thể được huấn luyện để sống chung hòa bình với nhau. Loài người lại càng phải được giáo dục để xây dựng hòa bình với nhau hơn. Giáo dục hòa bình trước tiên là giáo dục một tâm hồn yêu chuộng hòa bình. Hòa bình đích thực chỉ có thể xuất phát từ tâm hồn mà thôi. Đây chính là hòa bình đích thực mà Chúa Giêsu để lại cho con người. Ngài không ban thứ hòa bình đồng nghĩa với vắng bóng chiến tranh. Ngài không ban thứ hòa bình là quân bình giữa các lực lượng quân sự. Hòa bình đích thực là sự bình an trong tâm hồn. Khi một người cảm thấy bình an trong tâm hồn, sự bình an ấy sẽ tỏa lan ra cho những người xung quanh. Để có được bình an đích thực trong tâm hồn, con người cần phải chiến đấu và từ bỏ không ngừng. Kẻ thù của mỗi người không ai khác hơn là chính bản thân mình. Có chiến thắng được bản thân, con người mới cảm nhận được bình an và mới có thể mang lại hòa bình cho người khác. Lenin đã có lý để nói về Thánh Francisco Assisi như sau. Chỉ cần 10 người như Thánh Francisco cũng đủ để cải tạo nước Nga. Tiếc thay, ông đã không xây dựng hòa bình theo con đường của Thánh Francisco, mà đã chọn con đường bạo động và chiến tranh. Con đường của hòa bình đích thực, thiết yếu
là con đường nội tâm. Muốn cải tạo thế giới, cần phải cải tạo chính bản thân trước đã. Ai đó đã kể lại kinh nghiệm của mình như sau. Lúc còn trẻ, tôi cầu xin cho được sức mạnh để thay đổi thế giới. Bước vào tuổi trung niên, tôi mới chợt bừng tỉnh để thấy rằng tôi đã qua nửa đời người mà không thay đổi được một người nào. Tôi liền cầu nguyện cho có sức mạnh để thay đổi những người xung quanh tôi, gia đình tôi, bạn hữu tôi. Nhưng giờ đây, bước vào tuổi già, lời cầu nguyện của tôi chỉ còn là: Lạy Chúa, xin cho con đủ sức mạnh để ít nhất thay đổi chính bản thân con. Với lời cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trên thế giới, một số nước đã chọn con vật làm biểu tượng văn hóa như Úc chọn con kangaroo, Singapore chọn con sư tử, v.v. Nhưng có một trường phái khá phổ biến là chọn hoa làm biểu tượng văn hóa của xứ sở mình với khái niệm quốc hoa như là sứ giả văn hóa của một đất nước. Ngoài vẻ đẹp, loài hoa được chọn còn phải bao hàm ý nghĩa về mặt biểu tượng và tâm linh với mỗi quốc gia. Quốc hoa là bất cứ một loại hoa nào đó tiêu biểu là đại diện cho nét đặc trưng văn hóa của dân tộc mình. Cũng trong tinh thần đó, Việt Nam cũng đã tiến hành bầu chọn quốc hoa và cuối cùng hoa sen tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao, tinh khiết của tâm hồn cũng đã được chọn để trở thành quốc hoa của Việt Nam. Trong tiến trình bầu chọn, trên các diễn đàn, cộng đồng dân cư mạng đã phản hồi nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến thì cho rằng nên chọn hoa mai, chọn đào, chọn cây lúa, cây tre. Nhiều người cho rằng sen xứng đáng là quốc hoa vì gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tuy nhiên, một ý kiến khác lại cho rằng sen có đẹp là nhờ bùn, sao lại nói rằng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Như thế thì vô ơn quá, bạc bẽo quá. Quý vị và các bạn thân mến! Sẽ không mấy khó khăn để nhận thấy vai trò của bùn trong sự tươi thắm rạng rỡ của sen.
thế mới hay, thực tại xem ra rất xấu, rất bình thường, có khi xem ra rất dơ bẩn, hèn hạ, lại trở thành cái tốt cho cái kia. Sự hỗ tương của các thực tại trong cuộc đời này mới kỳ diệu làm sao. Sở dĩ bầu trời đêm có trở nên lấp lánh và kỳ ảo của những ánh sao, ánh đèn là do bởi bức màn đêm đen tối. Trên Internet có một sinh viên đã tâm sự như sau. Lúc mới chập chững vào Huế, có anh trai chở đi thi đại học. Khi gặp đèn xanh, anh nói, gặp đèn xanh chắc em làm bài trôi chảy lắm đấy. Nhưng khi gặp đèn đỏ, anh lại nói, màu đỏ là màu của may mắn, em sẽ gặp may mắn trong bài làm của mình. Vậy thì đèn đỏ, đèn xanh, cái nào tốt, cái nào xấu? Lúc thì đèn đỏ là tốt, khi đèn xanh là xấu và ngược lại. Vậy hóa ra tốt, xấu cũng là khái niệm mơ hồ. Người này là tốt theo cách nhìn của người kia và đồng thời cũng là người xấu theo cách nhìn của người khác. Tốt là gì? Xấu là gì? Có định nghĩa nào định nghĩa được chính xác không? Ở đây không nói đến các hành vi, hành động, những tệ nạn và tội ác của con người, nhưng chỉ đề cập đến những thực tại trong cuộc sống. Các thực tại trong cuộc đời này, tốt hay xấu, là do chủ quan của từng người. Đặt cá xuống nước, nước sẽ mang lại sự sống cho cá. Nhưng khi đặt con khỉ xuống nước, thì nước sẽ giết chết nó ngay. Các thực tại không xấu cũng không tốt. Nó là chính nó, và nó có lợi ích của nó khi đặt đúng vị trí của nó theo mục đích mà nó được tạo dựng. Có nhiều người đã rất bất hạnh khi cứ đặt tiêu chuẩn tốt xấu cho mọi định mức của mình. Thế rồi áp đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác. Người thì cho rằng nói nhiều là tốt, nhưng kẻ lại nói rằng im lặng mới là vàng. Làm sao có được một ranh giới rạch ròi cho cái gọi là tốt xấu giữa cuộc đời này? Nên hãy thật khôn ngoan và sáng suốt cho những chủ quan của riêng mình. Có thể bạn cho như thế là tốt, nhưng tốt riêng với bạn mà thôi, còn người khác sẽ có những chủ quan riêng của họ. Không ai có thể cấm chúng ta có những lối suy nghĩ riêng, có những nhận định chủ quan của riêng mình, nhưng đừng loại trừ chủ quan của người khác và đừng áp đặt những tiêu chuẩn của mình trên người khác. Vậy đối với người Kitô hữu, đâu là chuẩn mực cho mọi nhận định tốt xấu trong cuộc đời? Theo như lời Đức Hồng Y Thuận, thì chúng ta phải xác tín và thốt lên được rằng Chúa Giê-xu là tất cả của con, là cùng đích các ý hướng, là lý do các quyết định, là động lực các tình cảm, là mẫu gương các hành động của con. Thêm vào đó, chính lời Chúa phải là đèn soi cho chúng ta bước. Chúng ta cần để cho lời Chúa soi rọi vào tâm trí của chúng ta, giúp chúng ta thấy được giá trị và ý nghĩa đích thực của từng sự vật, từng biến cố trong cuộc sống. Để từ đó, chúng ta có một cái nhìn tích cực, một thái độ thích hợp và một lối hành xử đúng đắn trước mọi thực tại của cuộc sống. Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con nông cạn trong suy nghĩ, để rồi dẫn đến những hời hợt trong nói năng và hành động. Chính sự nông cạn và hời hợt này đã đem đến bất hạnh cho cuộc sống của chúng con và cả những người xung quanh chúng con. Xin thần khí Chúa luôn soi sáng để chúng con luôn suy nghĩ và hành động dưới sự hướng dẫn của thần khí.
8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.